Thưa quý vị, những năm qua, tỉnh Sơn La đã thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích sản xuất nông nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ cao, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân đầu tư ứng dụng công nghệ vào trồng trọt, chăn nuôi, lai tạo các giống mới cho năng suất chất lượng, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Phản ánh của phóng viên An Hảo. Là một trong những doanh nghiệp đầu tư về lĩnh vực nông nghiệp trên cao nguyên Mộc Châu, Công ty hoa nhiệt đới mỗi năm sản xuất khoảng 300.000 cây lan và 1 triệu cây hoa ly. Công ty sử dụng 100% cây giống nuôi cấy mô nhập khẩu để trồng và chăm sóc theo quy trình đặc biệt, có can thiệp điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ để ức chế tác động vào quá trình sinh trưởng của hoa lan, giúp hoa nở đúng thời gian thu hoạch theo ý muốn. Doanh thu bình quân của công ty đạt khoảng 180 đến 220 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 60 lao động địa phương với mức thu nhập từ 6 đến 9 triệu đồng một người một tháng. Trong những quá trình chăm sóc là mình cũng phải đòi hỏi kỹ thuật kỹ thuật và cách chăm sóc bón và những từng giai đoạn để cho cây, ví dụ như là mình mới ra cây từ lúc cây 2,5 ra cây 3,5 là trong thời gian đầu là mình phải tưới chế độ nước như thế nào? Như thế nào là đủ? Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Toàn Phát, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu hiện đang có 17 thành viên, trồng 50 hecta mận hậu, 100% diện tích được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn việt gáp. Trước đây, thu hoạch mận chỉ trong một tháng, thì nay khoảng 5 tháng. Có được thành quả này, những năm gần đây, hợp tác xã đã mạnh dạn áp dụng kỹ thuật hạ cành tỉa tán, kích cho mận ra hoa sớm, ra hoa muộn để giải vụ mận. Là cây trồng ưa độ ẩm cao, một số thành viên hợp tác xã còn đầu tư hệ thống tưới ẩm tự động đồng thời xây dựng nhà lưới chống mưa đá. Cho cán bộ đi học hỏi về kỹ thuật cắt tỉa cũng như là chăm sóc tưới. Cái sản lượng là mỗi năm là đều thu hoạch được trên 1 HA là về cây mận này là trung bình là 20 tấn trên 1 HA. Đà. Đấy có có những HA mà làm tốt thì có thể nâng lên đến 30 tấn trên 1 HA. Để thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, Toàn tỉnh hiện đang hỗ trợ duy trì phát triển 236 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản an toàn, đưa vào sản xuất 51 bộ giống có thời gian sinh trưởng khác nhau nhằm kéo dài thời gian thu hoạch, tăng năng suất, chất lượng. Trên 13.000 hecta ghép cải tạo cây quả, trên 1.200 hecta cây trồng được áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, phun xương. 3.962 hecta cây trồng áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt việc gáp và các tiêu chuẩn tương đương. Tiến tới xây dựng cái tổ chức sản xuất trồng trọt theo hướng đó là sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao và sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Muốn làm việc đó thì phải xây dựng những cái vùng ứng dụng và những vùng sản xuất hàng hóa tập trung và chúng tôi phân định rất rõ là ở đây ví dụ như cái diện tích cây trồng chúng tôi đối với cây ăn quả thì cố gắng là phát triển vùng cây ăn quả đến khoảng 100 ngàn sau đó định hình là phát triển chiều sâu cho từng loại cây ăn quả một hiện nay tỉnh sơn la đang tiếp tục tập trung đầu tư nguồn nhân lực có trình độ hoàn thành các dự án khu ứng dụng công nghệ đảm bảo cơ sở hạ tầng nghiên cứu và nhân lực để triển khai các dự án đề tài nghiên cứu làm chủ các công nghệ tiên tiến khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động phổ biến chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất giống cây trồng vật nuôi thủy sản phòng trừ dịch bệnh hại và thực hiện bảo quản chế biến các sản phẩm nông nghiệp để nâng cao chất lượng sản phẩm giá trị nông sản tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường